Hello mấy bạn, bữa nay mình được cô mình dẫn đi anh Ma chơi nè mấy bạn. Đây là tòa nhà đặc trưng của anh Ma nè, xung quanh cây cỏ rất là mát mẻ luôn nè. Bên đây là bãi giữ xe nè, cổng số 4. Giờ mình đi xe máy nè, mình gửi ở bên này. Trời rất là nắng nhưng mà gió cũng rất là mát luôn. Đây là sảnh. Mình tổng cộng là bởi vậy nên là mỗi lần mà vô là kêu mấy đứa vô chơi cho nó. Chân thật là cũng vô vô không được nha không ta. Dạ. Wow. Phải nó tưởng là con đi một mình ra thấy có người đón vô đó. Dạ. Xem đó. Wow. Đây là chỗ này mát quá cô hà. Được chưa ha? Là Edward Mendy, Hakim Ziyech và Koulibaly. Mateo Kovacic cũng đã được bán cho Manchester City với giá 25 triệu bảng. Sắp tới sẽ là tiền đạo Kai Havertz chuyển sang thi đấu cho Arsenal. Đây là khu vực ngoài ban công này mấy bạn. Thiết kế ban công sao lúc nào cũng nhìn ra biển. Trời rất là nắng. Rất là xanh luôn. Chỗ đọc tàu thuyền kia là sáng nào mình cũng đi tắm biển đó. Mới resort vẫn chưa xây dựng xong. Bên đây có cái bàn nè để uống trà nè. Bên đây là đại lộ Nguyễn Tất Thành này. Đi xa xa là đầm Thiên Triều và bên đó là Thiên Triều. Bữa nay trời hơi đen. Mây hơi đen. Để sụp nó hết, 5 giờ nó hết. Dạ. Những bước chân bằng đi qua đá cỏ. Hay ta. Hay là muốn biển nè. Bãi cỏ xanh mướt luôn. Chưa có trò chơi ném còn.
Mỹ ha, đẹp ha. Biển rất là đẹp luôn. Xe mấy cái thuyền kia là chỗ buổi sáng mình tắm biển kìa. Ở đây chiều biển đông quá trời đông luôn. Mưa.